ông đi con. Ông chờ cháu. Bố vẫn mơ được nghe tiếng gọi ông này đấy. Và bố cũng mơ là con gái của bố sau này trở thành người mẹ. Một người mẹ con ạ. Ông ra với mẹ nữa. Lan. Tốt rồi. Như thế này là tốt rồi. Khi anh ta ra tù, em vẫn tính di cư chứ? Lý lịch của anh ta có vết đen. Muốn nhập cư cũng phải mất vài năm. Anh cũng hiểu. Em cũng chán ngấy anh ta rồi đúng không? Bỏ thì thương, vương thì tội hả? Gì đấy? Đáp lại tín hiệu của em, chẳng phải em muốn anh trả khoản lãi cho em còn gì? Mẹ còn nhớ cái lần mẹ con mình nói chuyện điện thoại cuối cùng không ạ? Mẹ có bảo con nó có thể tin mẹ của cô, nhưng mà phải chừa ra một góc để đề phòng. Mày thôi, mày sao thế con? Bây giờ con ở trong này nhiều chuyện con không xử lý được, con không giải quyết được. Con chỉ tin mỗi mình mẹ thôi à? Có chuyện gì sao? Con cần gì ở mẹ? Mẹ phải hứa với con, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Mẹ hứa, nói đi, mẹ giúp gì cho con? Khi sự đám cưới, người ta chúc hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nghe cái tưởng xa xôi lắm, vậy mà quanh đi quẩn lại, tóc trên đầu chúng ta bạc hết rồi. Nếu ở tuổi này nó bắt đầu lại, có buồn cười không nhỉ? Có gì đáng buồn cười cả. Anh vẫn mong mỏi sự khởi đầu này của chúng ta trong suốt phần đời còn lại. Lan, Ngạn Lan, anh muốn nói với em là anh đã đánh mất em thì nhất định anh sẽ biết tôn trọng, và anh đã tìm lại được em thì nhất định anh phải sống xứng đáng. Xứng đáng là ông ngoại của bé Kitty, xứng đáng là bố của con gái chúng ta, và xứng đáng là chồng của em.